Đâu em? Mời bà con ăn bún măng vịt. Quay rồi bỏ nó xuống chạy qua. Thấy măng tươi nấu lên mình thấy tươi ngon ha. Em quên đấy, em nói chị cho chị coi sản phẩm. Qua chị bận á, em muốn muốn mắm em muốn gọi chị. Mình lọc bỏ da, tại mình ăn da không được, mình bị mỡ trong máu gì hả? Petro là hiểu rồi. Mình ăn mỡ nhiều không được. Cái này là cái đùi. Này là mua vịt đi bộ. Thấy cái đùi. Vịt thả lỏng phải không? quá nó mờ. Chờ miếng măng này. Bảo đảm ăn này là bá cháy luôn. Mua hết không? Hay là muốn 3 hay là muốn 5 hết luôn. Hết luôn. Hết luôn lâu lắm mà. Mà coi chứ ăn. Tự nhiên em đang ăn em mới nhìn anh ăn nữa. Gì con? Tuyệt vời. Đã quá, măng vừa ăn. Bún măng vịt. Ồ, cái đuôi. Chèm miếng ớt rồi. Trên miếng ớt kìa mọi người. Ớt với măng là ngon. Mắm gừng á, thấy mắm gừng không? Đấy. Ốc cũng ăn kìa. Bye bye để em ăn đi. Bye. Mời mọi người ăn.